tôi là ông chủ Việt Nam. Tôi là ông chủ. Sao đến sau mà lại vươn lên làm ông chủ viễn thông nhanh như vậy á? Vì cái này này, đi ngược lại với các nhà mạng khác chỉ tập trung vào khu vực thành thị. Anh ơi, đi ra. Thì Viettel một mình mạo hiểm dấn thân vào khu vực nông thôn. Chị đây rồi. Đây vừa là cơ hội cũng là thử thách khi chi phí lắp chạm tại nông thôn vô cùng tốn kém và khó khăn. Lại chưa biết có thuê bao nào sử dụng không, nhưng trong cái khó lại lo cái khôn. Lúc đó di động ở Việt Nam rất xa xỉ. Wow, tôi mua. Từng này mới đủ. Đắt không mua nữa. Nên rất ít người sử dụng. Tận dụng thời cơ này, Viettel lại tung ra độc chiêu vừa bán vừa cho điện thoại Viettel. Loại điện thoại chỉ dùng được với sóng di động Viettel kết hợp với quảng bá bằng hình ảnh người nông dân cầm điện thoại, tạo cảm giác gần gũi, nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng nông thôn. Xem ra các nhà mạng khác đang cảm thấy hốt hoảng vì nguy cơ sắp bị xoán ngôi rồi đây. Khi dồn dập tiến quân về nông thôn, Viettel lại quay xe tấn công sang khu vực thành thị. Nhân lúc các nhà mạng khác đang mải mê tiếp cận khu vực nông thôn mà bỏ quên đi đối tượng tiềm năng học sinh sinh viên, Viettel đã tung ra nhiều ưu đãi giá rẻ. Nhắn tin không giới hạn đấy. Trong giới trẻ, quay đi ngoảnh lại, Viettel đã chiếm lĩnh thị trường và vươn lên làm ông chủ viễn thông. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng mà.